Chúng ta gặp nhau ở đâu và như thế nào? Hết giờ. Đúng rồi. Ở nhà em hả? Đi ăn gà. Ủa đi ăn gà. Cái gì vậy? Anh đi qua nhà em, anh rước em đi chơi. Thì anh sao vậy? Gặp nhau ở đâu mà? Như thế nào? Thì là anh phải đi qua nhà em, anh gặp em chứ. Thì bước tiếp theo là đi ăn gà. Nhưng mà xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của vợ chồng mình. Thì hôm nay vợ chồng mình có cái content đó là hai đứa thật sự có hiểu nhau không. Thì tí nữa là anh chị của mình là sẽ đưa cho một cái link ở trong có mấy câu hỏi á, tụi mình sẽ bóc một thầm hình sười. Anh chị sẽ là người đọc lên những câu hỏi đó, thì tụi mình sẽ quay mặt ngược lại và tụi mình sẽ trả lời trên cái bảng này đó. Trong thời gian là bao trong thời gian 5 tới 10 giây, chứ không để quá lâu, tại vì để quá lâu sẽ có thời gian suy nghĩ. Và nếu mà thua không nhớ hoặc là trả lời sai á, là anh chị là đã pha cho hai vợ chồng mình á là một cái chậu thao nói chung là pha giống như cocktail vậy á, uống thì sương sương thôi chứ không nhẹ, phải nhẹ, là nhẹ nhẹ thôi. Giao hữu làm như anh em vậy trời. Uống giao hữu chứ ba cái thứ này uống đi nhẹ hết đi, cảm giác giống câu hỏi đầu tiên đấy. Tự lắc luôn. À, vậy là mình sẽ tự đọc luôn hả? Đó, nhờ cameraman, đó là chú bé lộc, anh trai của mình. Như mấy clip gần đây là toàn chú bé lộc. Chú bé lộc. Mấy bạn thấy bắt đầu phải không? Thì ở đây là nhà của ông bà chủ. Một lần nữa, chào mừng tới Snickers Vitamin. Lý do mà tụi mình qua đây, đó là trời đi đâu phải đi mình đâu, tay đi ẩm thêm mấy tiếp nữa để qua quan chụp nhà ta, thì nhìn mặt vậy thôi chứ không có gì ăn hết trơn á. Câu đầu tiên thì về thấy quan lại đúng không, lần đầu cả hai đi du lịch nước ngoài là ở đâu? 5, 4, 3, 2, 1. Ủa gì Philippines? Dạ không, vậy đây. Vậy anh không nhớ hả? Trước khi đi Philippines mình đi tháng 3 mà Philippines luôn. Mình đi Philippines tháng 3 mà. Đi sang tháng 4. Anh sao vậy? Sai rồi đó. Thôi lấy hình ra coi lại, lấy hình ra coi lại. Này coi lại, hết cho chứng luôn. Từ từ các bạn, đợi mình. Các bạn đợi xíu nè. Bạn ơi, một ly à. Mình sẽ mở hàng đi xin của người ta. Nó thì rồi. Bạn hôm nay yên tâm nha, hôm nay mình không có lái xe nên cứ thoải mái. Hôm nay ở nhà có tài xế. Câu hỏi tiếp theo. Cameraman. Lần đầu hôn nhau ở đâu? Yeah. À đúng rồi. Đúng rồi. Uống đi. Ủa sao hai người uống? Ủa? Đúng thì hai người trả lời khớp với nhau. Đây mình sẽ kể một câu chuyện cho các bạn nghe nha. Là cái hôm đó mình đi xem phim thì nhìn thấy ông này kiểu hửi hửi, nghe cái kiểu như hửi hửi, cái hành động mà hửi không? Đúng rồi. Đó. Ừ, tự nhiên cái của ba này làm gì đi xem phim với gác mà tự nhiên cái hửi cái đầu mình chi vậy ta? Không lẽ đầu mình thối hay sao mà ổng hửi? Ở cái mình mới quay mặt, ủa sao anh hửi đầu em dữ vậy? Cái ổng kêu cái mùi này nghe quen quen quá. Nghe được mùi hương cũ. Mùi hương cũ cách đây 5 năm trước. Tự nhiên cái đang coi phim nữa ha. Hay lắm. Ổng quay qua hỏi, ủa em vẫn dùng dầu gội cũ hả? Nhưng mà thật ra cái đó là nước hoa. Ừ nước hoa. Cuối cùng kết quả sao? Chính xác là hôn được cái hả? Ừ. À, là vì cái hửi hửi cái nước đi không thể lường trước. Tại vì á là trước lúc đó là mình đã suy nghĩ rồi, dùng cái nước hoa cũ rồi, ổng có nhớ cái mùi nước hoa này không? Nhưng mà chắc là ổng nhớ. Chân trần thoát tay. Thôi giờ cho camera máy móc luôn đi. Rồi. Lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau là ở đâu? Ủa? Là hai đứa đi nước ngoài. Bây giờ là trong nước. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Ủa gì vậy? Đi du lịch mà của 2014 là lần đầu tiên quen nhau thì cái đó là lần đầu tiên đi du lịch mà. Khoan! Ở
đúng rồi, lần đầu tiên đi lịch cùng nhau. Nhưng mà ở đây không nói rõ nè, 5 năm trước hay là bây giờ? Sai rồi. Bạn ơi, bạn oan quá vậy ta. Rõ ràng nha. Ủa, sao kỳ vậy? 2014 là đi là cục của mình tính đi là đầu tiên. Nhưng mà là anh, nếu mà anh ghi câu hỏi đó thì anh phải ghi là cách đây 5 năm trước. Xui quá. Sai rồi đó. Sai 2 lần rồi đó. Ngày mấy bắt đầu quen? 5 4 3 2 1 Có 5 nha. Yeah, có 5 đàng hoàng nha. Ủa, chơi gì đây? Ủa, gì vậy? 2018 à, bắt đầu quen hả? Cậu này mới biết nhau hả? Cậu này không, tại anh tính là mới biết nhau là gọi. Thôi, vô đi bạn ơi, vô đi. Đây giờ gì vậy? Làm gì vậy? Thôi nghỉ đi, chơi gì mà uống hoài vậy? Ủa, anh không nhớ rõ gì mà anh đổi thừa. Ngày mấy hai đứa gặp nhau? 5 4 3 Hết giờ, hết giờ. Hết giờ, hai đứa luôn. Hai đứa uống chung ly. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Không biết có hiểu gì không. Trả lời luôn mà không biết trả lời. Số gì đây, số gì đây. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Lần cãi nhau lớn nhất của anh và em là cãi về việc gì? Chào luôn. Ghi chưa? Ghi đấy. Rồi, ghi lại đi. Rồi, không điểm luôn. Rồi, vậy cho đi. Anh nói đi, anh nói đi. Quy về. Rồi, thua. Thôi, uống thôi. Uống thôi đi. Đám cưới. Sao đám cưới mà cãi nhau ta? Anh không nhớ hả? Em với anh cãi nhau xong rồi hả? Hôm đó dọn đồ tùm lum lá chứ không nhớ hả? Xong rồi kêu cái gì? Không cưới nữa, không cưới rồi, nữa. Trời ơi, chết. Hôm đó dọn quá xong mất hồn luôn. Không cưới nữa. Chứ lên gặp ba mẹ nói chuyện đi. What? What the fuck? Không nhớ. Dạ. Tiếp theo, chúng ta gặp nhau ở đâu và như thế nào? Hết giờ. Đúng rồi. Ở nhà em hả? Đi ăn gà. Ủa, đi ăn gà. Cái gì vậy? Anh đi qua nhà em, anh rước em đi chơi. Thì anh đi sao ăn vậy? Gà. Thì gặp nhau ở đâu mà? Như thế nào? Thì là anh phải đi qua nhà em, anh gặp em chứ. Thì bước tiếp theo là đi ăn gà. Nhưng mà đúng là hiểu rồi. Đúng, cũng là gặp nhau không đi ăn. Đúng rồi, đúng ý mà gặp ở nhà xong rồi mới đi ăn gà. Lấy cái ly cỏ đi. Ủa đúng mà là sao phải nhưng mà không có trùng câu hỏi, trùng câu trả lời. Không trùng khớp, vẫn còn lục đục. Dạ yeah, sai, dạ yeah, sai. Hai người uống một ly. Câu hỏi gì anh? Chưa. Nãy giờ sai hơi nhiều, nãy giờ sai hơi nhiều. Quay nha, quay số nha. Số là... gì đây, số gì đây? Lần đầu tiên em khóc. Ở đâu? Giờ tình trạng gì? Rồi, chắc mình ăn của trong tay. Năm. Đây khóc nhiều quá sao vậy? Thôi đi lần đầu tiên kìa. Ủa? Trời ơi. Sao hả? Cái gì vậy? Quay cái bản ra coi. Anh không nhớ là cái hôm mà hả? Anh chạy về nhà cái xong trời mưa lớn quá trời. Cái hả hai đứa cãi nhau cái em ngồi trên xe em khóc. Cái xong anh nói trời ơi mới lần đầu á hả? Nên gặp lại mà giờ khóc rồi, khóc dưới mưa nữa, mai mốt là gặp trời mưa là khóc hoài luôn. Chú hai bạn tối nay có một bé nữa. Mấy bạn đoán xem bé thứ hai sẽ là chuyện gì? Bé tắt. Uống hoài luôn. Ngày anh đi lúc hai đứa quen nhau của năm 2014. Trước lúc chia tay. Yeah. Khó là khó chỗ đó đó. Cười là có kết quả. Con ba con trả lời luôn rồi. Con sao rồi? À, con quay ra nè. Bạn trắng. Quay rồi, con thấy quay rồi. Mà đúng ngày này không? 13, ngày 13. Trên giấy trắng. Ủa? Tại vì em tưởng là anh hỏi là cái ngày em đi mà trước khi chia tay là phải là tháng mấy? Lớn lớn. Nè đúng tháng luôn nè. Gì đúng tháng luôn hả? À, đúng rồi. Rồi xong cũng trả lời luôn. Bài hát yêu thích nhất của chồng.
Ví dụ giờ mình không nhớ tên nhưng mà mình nói ca sĩ là được không? Bài hát, ca sĩ hát nhiều bài mà sao biết được. Câu hỏi là bài hát mà. Bài hát. Rồi vậy là thua. Ừ, nhưng mà giờ này giờ em nói trước nè, Hoàng Tôn đúng không? Đúng không? Đó, 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 đó. Cái bài gì mà cứ chữ em mới chậu á. Em có ngày hôm qua. Không phải. Gì vậy? Em cứ đi đi. Cái giờ cho sợ tên bài đó được không? Em chứ sợ trời cái nhớ gì lâu vậy rồi. Lâu vậy rồi. Rửa bánh em ơi, để ta chơi Hoàng Tôn. Hoàng Tôn. Hoàng Tôn. Em luôn, không có với em rồi luôn. Do mà lông đời mày. Quay số, quay số, quay số. Em thích ăn trái cây gì nhất? Rồi. Và rồi mới ra đi. Đi luôn xuống tới đây. Rồi. Rồi bị tuôn. Trả lời gì vậy? Trời ơi. Hai đứa luôn. Chính bằng phân cùng. Một nước đi không thể lường trước. Tôi biết nước đi đó. Quá bất ngờ. Nước đi trái vải. Không thể lường trước được. Dạ. Yeah, trái vải phải hơi đỏ. Ngày anh đi lúc hai đứa quay lại. Đó, nãy ấy vậy chung có hỏi hồi nãy rồi. Nhà anh đi hai đứa quay lại mà quay lại. 4 3 2 1. Tôi nói rồi, trong quyền. Rồi nãy giờ chục câu chắc đúng đựng không? Thì để này ai kiếp uống. Rồi phạt. Uống lẹ đi. Ấn tượng lần đầu gặp lại em sau 5 năm gặp lại. Trời ơi giống cải lương dữ trời. Ây xà. Ok 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 ok. Uống đi trời. Tôi bạn chi chứ không phải uống không. Phải ekip nha. Tập xấu của tâm mà cho hay phải nào. Nhìn bài. Yo, cũng đúng, cũng đúng. Cô tâm thở mà không ngảm xúc đúng rồi đó. Hồi đó trước khi quen năm chú cũng đã phàn nàn rồi. Tập xấu của voi mà tâm không thích. Nhanh thì nhanh hơn. Để coi bạn cái gì, coi bạn nữ cái gì. Cái gì? Hay dựng hơn. Đúng. Giận này là hết. Giận hai đứa nhất vậy. Vậy là đúng mà. Vậy là đúng. Ăn mừng. Ăn mừng rồi cho miếng gà đi. Dứt tại chỗ luôn. Dứt tại chỗ luôn. Không cắt rồi đó luôn hả? Đó, phần thưởng. Để anh tiếng mình đem nhìn lắm. Nếu mình em nhìn này lắm. Nhà mình không có gì ăn hết á. Món quà thú vị nhất mà anh đã từng được nhận là cái gì? Quà sinh nhật, quà sinh nhật, ừ. Sinh nhật hay quà gì cũng được. Ừ. Miễn là quà. Mẹ tiếng. Quà gì? Nhưng mà nó đâu này chứ không phải sinh nhật đâu. Ủa cái này nó nói là món quà mà thôi mà chứ món, đâu nói trong ngày gì đâu. Trong ngày sinh nhật hồi nãy nói trong ngày sinh nhật rõ ràng cơ mà. Món quà thú vị nhất mà anh đã từng nhận là gì? Ừ đó đó. Vậy sao hồi nãy nó nói là sinh nhật hay là gì đó? Nó gợi ý cái gợi ý. Ủa thì cái gợi ý chị là không có tưởng cái là vậy đâu 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 uống á, uống cái này đi. Đúng rồi, đều quá. Mà cái này trả lời hợp lý nè. Hợp lý. Cái này uống đi. Nếu mà cho sinh nhật là hợp lý. Đúng, mà anh này uống đi. Uống quà ý nghĩa. Này quá ý nghĩa. Bây giờ hỏi trên người của anh soi đi bao nhiêu cái. À, trên người em mới. Trên người em mới đúng. Tinh tâm. Rồi. Một bước đi không phải lần trước. 5 giây. 5. Thì ta 5 giây không phải nào suy nghĩ được. Không. Lại đi. Trò chơi 5 giây. 5 giây sao suy nghĩ. Cho lại đi. Một pha ôm cua khá là gay gắt. Chín người. Dạ, thời gian 2 phút rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chị nghĩ hơi lâu nha. Thôi chị hơi lâu. Mày sắp sẽ lấy thứ tự chứ. Bây giờ tới của Tâm luôn. Tâm có bao nhiêu hình Tâm? Trời ơi. Chị em. Nhìn cho Tâm ơi đi. Hai người kia nhỏ. Anh nhớ em à. Đếm nhầm gì đếm lại nè. Uống cái này rồi, đếm gì đếm.
Trời ơi mọi người. Vỗ tay. Thì cho sẽ hỏi Tâm một câu. Buồn là một câu cuối cùng nha. Là ngày mấy em với anh gặp nhau? Ngày mấy, tháng mấy và năm mấy? Nhớ là tháng 12 nè. 2018. Hình như là không, này là thấy rồi. Yeah. Thấy đúng không? Thấy đâu mà thấy. Thấy đúng không? Anh quay qua đây mà sao thấy? Nó hắt á. Rồi hồi nãy bị cục pin kia bị hết pin, cái xong bị cắt ngang luôn. Cái lúc đó cái tiếng ông đứng lên. Cái ông kêu là ông chưa thấy. Tại vì đứng lên nhanh quá. Xong rồi quay vô nhanh quá, xong rồi ông thấy. Ông thấy sao biết? Thấy. Thôi đừng có xạo. Dạ hôm đó mặc đồ vậy luôn. Mặc đồ gì? Cái áo tay dài màu xanh rêu. Quần tay may super. Ủa? Anh phải nhớ em chứ sao anh nhớ anh được? Tự nhiên cái anh nhớ anh. Anh cũng tưởng anh nhớ mặt rồi. Ủa nó, em nó cũng mặc áo tay dài đâu ta? Rồi hỏi luôn. Thua. Thua tình nguyện. Này tiếc nói xong về có một cuộc ẩu đả. Nói như là ổng cũng đúng cái ngày rồi chứ mà nó không đúng. Thì cũng qua trò chơi này á, thì mình cũng biết được một vài điều đó là thật sự không hiểu nhau. Hiểu ở đây là những cái ngày quan trọng, chứ những cái mà kiểu như là gặp nhau tính cách thì gì tính cách mặt gì mặt gì. Nhiều khi đối với Choi á thì cái đó là Tâm là kiểu kỳ cục, nhưng mà đối với Tâm cái đó Tâm không có kỳ. Thì đó, thì cho nên là nếu mà nói về ngày tháng đồ này thì sợ đúng là chính xác thiệt. Thì qua cái này thì sau này sẽ có một cuộc ẩu đả nha các bạn. Cái trò chơi này cũng kết thúc thì cũng nhờ mọi người, đó là chú bé Lộc hôm nay có thêm chú bé Sơn, chú bé gì, ông bà chủ, Mr. Vitamin đã giúp hai vợ chồng mình tạo ra những cái câu hỏi này. Thì cảm ơn mọi người. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe cho chúng mình nha, để tụi mình có động lực làm những video tiếp theo. Mấy bạn nhớ nhấn cái chuông nha, nhấn vô nha. Khi mà có video mới thì nó sẽ hiện lên cho mấy bạn và thông báo cho mấy bạn biết để mấy bạn vô xem nha. Hẹn gặp lại mấy bạn trong video tiếp theo. Bye bye.